Yêu nhau đi em, quên ngày tháng đang dần trôi. Vui lên đi em, tin đường đó ta thành đôi. Yêu nhau đi em, xin đừng đắn đo bờ môi. Dù ngàn lần đời này, anh chỉ muốn yêu mình em. Oh 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 oh. Hãy yêu nhau đi, khi mùa xuân bước quay về. Tay em trong tay anh, cho tình yêu luôn tấm nồng. Hãy trao cho nhau, trao nụ một phút ban đầu. Và yêu nhau thật nhiều em nhé. Duy Nguyễn xin thân ái mến chào tất cả mọi người. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục trải nghiệm và đập hộp một cái siêu phẩm mới đến từ thương hiệu Icon. Nói về Icon thì chắc chắn là người tiêu dùng Việt Nam rất là yêu thích nhãn hiệu này. Tại vì Icon là một cái đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị thu âm và live stream, phục vụ rất tốt cho nhu cầu online của chúng ta. Và với mức giá vô cùng hợp lý thì Icon luôn cho ra những cái sản phẩm gọi là tiền ít mà thịt nhiều. Đó cũng chính là cái phương châm của họ. Và một cái sản phẩm hoàn toàn mới và thậm chí là chưa có mặt tại thị trường Việt Nam, mình là người đầu tiên may mắn được trải nghiệm bộ sau cạc này. Một bộ sau cạc giúp cho chúng ta có thể livestream, ghi âm, kết nối với các loại phần mềm, và đặc biệt là còn được tích kèm DSP Optic để chúng ta có thể livestream mà không cần phần mềm, và livestream được với tất cả các nền tảng điện thoại hay là máy tính đều có thể sử dụng được luôn. Một bộ tất cả trong một, chúng ta sẽ có thể kết nối bộ sản phẩm này với các DAW phần mềm thu âm như là Cubase chẳng hạn và một số phần mềm khác. Ngoài ra chúng ta còn dùng nó để làm một chiếc mixer livestream được hỗ trợ đầy đủ tất cả các cái hiệu ứng độc quyền của Icon đi kèm, tích hợp cho bộ sản phẩm này. Và mình tin chắc rằng sau khi mà sản phẩm này được ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam thì nó sẽ là một cơn sốt mới. Nó hoàn toàn là một cơn sốt mới. Ok, và bây giờ Duy Nguyễn sẽ tiến hành khui siêu. Mình cũng đang rất là nôn nấu, tại vì đây cũng là lần đầu tiên mình được cầm trên tay bộ sản phẩm này và khui siêu nó luôn. Đây, chiếc hộp của nó đây nha quý vị. Đó, và hoàn toàn là hàng chính hãng nha. Hàng chính hãng xịn sò luôn. Siêu còn nguyên luôn nha. Và đây chính là phiên bản Icon U Solo. Ngoài ra thì nó còn một phiên bản gọi là U Solo Line. Thì mình sẽ cùng xem thử nó sẽ khác nhau ở điểm nào. Đó chính là đối với lại bản U Solo thì nó sẽ không có cổng OTG ngay phía sau. Và nếu như chúng ta sử dụng OTG thì buộc chúng ta phải lựa chọn phiên bản Solo Line. Còn với phiên bản U Solo thì chúng ta sẽ live trên máy tính hoặc là thông qua bóc live đều được nha quý vị. Ok, bây giờ thì phần khui siêu đã xong rồi nha. Mình sẽ mở hộp nha. Đây, mở hướng này nha mọi người. Hello. Đấy, mã vạch. Đây, tên tên tên. Sản phẩm của chúng ta đây rồi. Và rất là gọn, phải nói là cực kỳ gọn, gọn hơn khá khá so với lại dòng U-Boot Line. Và nó chỉ nằm khoảng nửa găng tay, hơn nửa găng tay một tí xíu mà thôi quý vị ạ. Khoảng 12 cm, cả chiều ngang lẫn chiều dài đều là 12 cm. Mình sẽ cùng xem nhé. Ở đây sẽ có cổng master nè, cổng gen dành cho micro và cổng gen dành cho tai phone. Micro chúng ta sẽ cắm ở đây ha. Rồi, mặt bên trên sẽ là nút bật nguồn 48V. Kế đến là monitor. Và layout thì chúng ta sẽ có hai cổng 6 ly. Chúng ta sẽ có hai cổng 6 ly dành cho layout. Và USB để kết nối với máy tính. Và bản 5V DC chúng ta sẽ cắm ở đây. Hai cổng Type-C hết. Thì chúng ta nếu mà không dùng máy tính thì chúng ta sẽ cắm nguồn bên đây. Còn cắm USB thì chúng ta sẽ cắm bên đây ha. Phía đây thì mình thấy nó có một cái vòng tròn LED. Đấy, và rất là gọn. Mặt dưới nè, Made in China nha. Đây là một thương hiệu đến từ
xứ sở Trung Quốc. Đấy, và mình sẽ kết nối với máy tính thử nha, để xem nó có gì đặc biệt. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có được một cái dây để kết nối với PC ha mọi người. Dây này thì mình nghĩ nó sẽ là một đầu USB và một đầu Type-C. À, đây. Và chúng ta cũng có thể sử dụng hai đầu Type-C để kết nối nha. Và đây là dây zin. Ngoài ra thì không còn phụ kiện gì đi kèm à. Để mình thử cho cái này lên coi. À, hết rồi. Không có phụ kiện nào đi kèm nữa cả. Sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng. À, sách hướng dẫn sử dụng đây. Và tải phần mềm. Hướng dẫn tải phần mềm, hướng dẫn sử dụng. À, phần mềm này được tặng kèm nè quý vị. Chúng ta sẽ được tặng kèm phần mềm Studio A ha, Studio 8. Con tem để dán. Hết rồi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc đắp hộp cho bộ sản phẩm Icon Usolo. Đó, một cái tên hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Đấy, và hướng tới những người tiêu dùng cần một bộ thiết bị hoàn toàn là DSP. Bên trong nó được tích hợp bằng phần mềm chuyên dụng của nó, là sẽ có DSP của nó. Tức là chúng ta không cần phải dùng Cubase. Chúng ta vẫn hát rất hay. Đó, có một cái DAW. Và bây giờ mình sẽ tiến hành phối ghép với lại máy tính để xem nó có gì đặc biệt nha. Ok, và ở đây là Duy Nguyễn đã kết nối bộ Icon Usolo cùng với lại chiếc laptop bên trên màn hình. Thì sẽ thông qua một cái sợi dây USB như thế này đây. Và cái điểm mạnh của cái sản phẩm này đó chính là cái bộ phần mềm được tích hợp và điều chỉnh trực quan bên trên máy tính luôn. Và chúng ta sẽ không cần thông qua Cubase hay là bất kỳ một cái DAW nào khác. Mình sẽ giới thiệu trước về cái ứng dụng được đi kèm của cái bộ này. Đối với phần mềm Icon Pro được đi kèm thì sẽ có rất là đầy đủ tất cả những cái tính năng cần thiết để cho chúng ta karaoke hoặc là livestream. Vẫn có đầy đủ tất cả các cái cổng insert hay là những cổng send out effect AUX để chúng ta có thể gửi những cái hiệu ứng, và cũng như là cổng master. Các bạn có thể nhìn thấy được cái cổng master ở đây. Đấy, và reverb cũng như là input. Đồng thời chúng ta còn có thể thiết lập Auto Key hay là Auto Tune Pro giống như trên phần mềm Cubase. Thì khi đã có cái phần mềm này rồi thì chúng ta không cần thiết phải sử dụng Cubase nữa. Chúng ta chỉ việc mở lên là đã có thể hát đối với lại dòng Icon này. Đấy, và đối với phiên bản live cũng vậy. Đối với phiên bản live thì chúng ta chỉ cần cắm một cái sợi dây OTG vào điện thoại là chúng ta đã có thể livestream được. Còn về phiên bản này thì nó không có cổng OTG, cho nên Duy Nguyễn đã mượn một cái cổng 6 ly để cho nó vào cái port live stereo. Thì một tí xíu nữa mình sẽ đưa vào cái điện thoại để cho mọi người có thể nghe được ha. Các tính năng loopback ở đây thì nó sẽ cho chúng ta lựa chọn nhiều cái nguồn nhạc khác nhau bên trên máy tính để chúng ta livestream nhiều nền tảng ha. Và cũng như là rất là nhiều cổng in out trên này. Ngõ main thì nó có cả master đấy, và effect thì chúng ta có 4 cái ốc độc lập để chúng ta có thể send bất kỳ một cái gì đó vào đây. Chúng ta sẽ có tổng cộng 4 cái out ha. Và ở đây thì Duy Nguyễn chỉ mới search một cái reverb. Đấy, xem một cái reverb và cũng như là cái hiệu ứng Xbox kết hợp cùng với lại Auto Tune. Đấy, như vậy thì mình đã có thể mình hát live được rồi mọi người. Đó, và Auto Key, đó, nó có thể nó dò tune được luôn. Không cần phải thông qua bất kỳ một cái gì, thì mình giới thiệu sơ lược như vậy để cho mọi người có thể hiểu được là cái con này nó có một cái khả năng trình cắm rất là tuyệt vời, được đi kèm. Và chúng ta có thể đưa những cái hiệu ứng bất kỳ vào đây. Đó, chúng ta có thể đưa rất là nhiều cái plugin vào đây. Thậm chí là những cái plugin của Cubase nó cũng load được luôn. Đó, nó load hết tất cả vào đây, rất là nhiều ha. Mình thích cái nào thì mình load cái đó. Ở đây khi quay thì mình làm đơn giản như thế này để cho mọi người có thể dễ dàng hình dung. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình test âm thanh thử để cho mọi người xem ha. Rồi, và bây giờ là âm thanh mà tất cả mọi người đang nghe được á, là âm thanh được thu từ cái con Icon này ha, thu vào cái điện thoại luôn. Và cái effect là mình đã chỉnh bên trên cái PC rồi. Đó. Ở đây á, thì cái effect mình đang xài một cái reverb thôi, và mình đưa nó vào trong cái bộ mà điều hợp ha, đưa nó vào cái bộ điều hợp của Icon. Đó, reverb mình có thể mình cắt được cái dãy tầng luôn nè, rất là đã. Alo. 1 2
6, 7, 8, 9, 10. Alo. 1, 2. Đó, mọi người thấy thế nào ạ? Alo. Nào revert mình có thể mình thiết lập dài hoặc ngắn luôn. Alo. 1, 2. Rồi bây giờ mình sẽ hát thử một đoạn để cho mọi người nghe cái âm thanh của nó luôn ha. Autotune thì mình bật luôn để mình kích hoạt thử xem ha, autotune nó hoạt động như thế nào. Nhau đi em quên ngày tháng đang dần trôi. Đó. Bây giờ tune nó bắt đầu nó có tác dụng rồi ha. Yêu nhau đi em xin đừng đắn đo bờ môi. Dù ngàn lần đời này anh chỉ muốn yêu mình em. Reverb thì mình có thể mình tăng giảm bên trên cái mixer được luôn ha. Đó. Alo, 1, 2, 6, 7. Alo, 1, 2, 6, 7. Alo, 1, 2. Ê. Đó. Dài ngắn gì đó là mình ha. Alo, 1, 2. Ok, vô rồi đó mọi người. Hãy vui lên đi cho tình yêu bước quay về. Yêu nhau yêu đi em cho đời vắng lên tiếng cười. Hãy mang yêu thương chôn vùi đi nỗi đau buồn và cho nhau một tình yêu mới. Yêu nhau đi em quên ngày tháng đang dần trôi. Vui lên đi em tìm đường đó ta thành đôi. Yêu nhau đi em xin đừng đắn đo bờ môi. Dù ngàn lần đời này anh chỉ muốn yêu mình em. Oh 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 oh. Hãy yêu nhau đi khi mùa xuân bước quay về. Tay em trong tay anh cho tình yêu luôn ấm nồng. Hãy trao cho nhau trao đủ hôm phút ban đầu và yêu nhau thật nhiều em nhé. À, mình không thích vang nhiều, có thể mình giảm giảm cái độ vang lại được luôn nha mọi người. Alo. Yeah. Alo, 1, 2. Hãy yêu nhau đi cho mùa xuân bước quay về. Tay em trong tay anh cho đời vang lên tiếng cười ơi. Hãy mang yêu thương chôn vùi đi nỗi đau buồn và cho nhau một tình yêu mới. Tôn nhiều luôn nè. Tôn thấp ga luôn ha, thử coi ăn không. Alo, 1, 2. Đó, vô rồi đó. Hát nhạc đen là phải tôn nhiều nhiều vô ha. Ê. Mình có thể mình chỉnh được EQ luôn nha mọi người. Chỉnh EQ bên trên phần mềm luôn. Đó, phần mềm nè. Trong đây cũng có reverb luôn nè. Alo, 1, 2. Đó, sáng nè, sáng giọng nè. Đó, hay là bớt bớt lại. Alo. Đó, chỉnh EQ được luôn ha. Yêu nhau đi em, quên ngày tháng đang dần trôi. Vui lên đi em, tìm đường đó ta thành đôi. Yêu nhau đi em, xin đừng đắn đo bờ môi. Dù ngàn lần đời này, anh chỉ muốn yêu mình em. Oh 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 oh. Hãy yêu nhau đi, cho mùa xuân bước quay về. Tay em trong tay anh, cho tình yêu luôn ấm nồng. Hãy trao cho nhau, trao nụ hôn phút ban đầu và yêu nhau thật nhiều em nhé. Và vừa rồi là chúng ta đã trải nghiệm qua cái âm thanh của cái bộ Icon Usolo. Khi mà kết hợp cùng với lại máy tính mà chưa qua phần mềm thì nó đã cho chúng ta một cái âm thanh giống như là đang hát trên Cubase rồi. Và hiện tại là nó đã có cả cái autotune luôn. Và tune cực kỳ chuẩn đó. Và cái độ trễ đó các bạn, trước đây khi mà chúng ta hát Cubase chúng ta sẽ gặp cái tình trạng gọi là bị độ trễ đó. Còn trên cái Icon này và cái ứng dụng đi kèm của nó thì hầu như là chúng ta đang hát trên mixer đó, và không có gặp bất kỳ một cái tình trạng trễ nải nào hết. Chúng ta có thể đưa được những cái loop gain bên ngoài vào autotune, reverb, EQ, cơm, master đầy đủ hết. Và Duy Nguyễn tin chắc rằng đây sẽ là một cái siêu phẩm mà tất cả chúng ta cần phải săn lùng nó trong thời gian sắp tới. Đó, và một cái mức giá chưa đến 2 triệu đồng luôn mọi người. Cái mức giá chưa đến 2 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu một cái bộ Icon Usolo này. Như vậy thì nó có xứng đáng không ạ? Và nó hoàn toàn, nó có thể nó loại bỏ đi những cái đối thủ mà chung phân khúc luôn. Chung tầm giá thì Nguyễn nghĩ là nó sẽ loại bỏ hoàn toàn. Về phần thiết kế thì mình xin phép review lại một lần nữa là thiết kế nó mang một cái màu sắc nó đơn giản hơn rất nhiều so với lại con Icon U-Bot Pro hay là U-Bot Lite trước đây. Đó, nó cực kỳ đơn giản và hầu như ở ngoài nó không có bất kỳ một cái nút điều chỉnh nào hết. Nó chỉ có những cái nút để giúp cho chúng ta tăng giảm âm lượng live stream nè, tăng giảm âm lượng micro và tai nghe thôi. Đó. Còn bên trên thì sẽ có cái nút 48V và cái nút để kiểm âm.
Rồi, hết. Bên trên là chỉ có cổng để kết nối máy tính và một cái layout để chúng ta có thể ra monitor hoặc là có thể đưa ra bóc like cũng được. Thì bộ icon solo và bộ icon solo phiên bản like nó sẽ giống nhau hoàn toàn hết nha mọi người. Nó chỉ khác ở một điểm là cái con solo nó sẽ không có cổng OTG. Thì chúng ta muốn live stream chúng ta phải sắm một cái bóc like đó. Còn cái con icon like thì nó sẽ có sẵn cái cổng OTG luôn. Và chúng ta sẽ chỉ cần mua một cái sợi dây OTG là chúng ta đã có thể sử dụng được. Còn bây giờ thì Dương Nguyễn xin phép cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với Dương Nguyễn hết clip nha. Xin phép máy bay và hiện tại thì sản phẩm đã được mở bán và đã được đặt hàng. Nếu chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ vào số hotline bên trên màn hình để được tư vấn kỹ hơn. Xin máy bay.